Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Một nhỏ, đọc thành tiếng, 3 điểm. Với phần đọc thành tiếng này thì các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn có trong bài tập 1. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn văn như sau. Mẹ cho Hà đi công viên. Cô bé rất thích thú và háo hức. Hà mặc váy trắng, đi giày màu hồng. Mẹ còn vuốt tóc và buộc nơ cho Hà. Mẹ bảo Hà đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Đoạn văn sưu tầm. Như vậy cô đã vừa đọc mẫu cho các em nghe đoạn văn. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy. Chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Tiếp theo, dựa vào nội dung của đoạn văn thì các em sẽ thực hiện câu hỏi như sau. Mẹ bảo Hà đi chơi cần ăn mặc như thế nào? Với câu hỏi này thì các em sẽ dựa vào câu văn cuối cùng của đoạn văn như sau. Mẹ bảo Hà đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Thì như vậy, đáp án cho câu hỏi của phần đọc thành tiếng. Mẹ bảo Hà đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Tiếp theo, các em quan sát phần 2 nhỏ, viết chính tả, 2 điểm. Với phần này, các em sẽ viết chính tả khổ thơ sau vào trong vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe khổ thơ như sau. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Với phần viết chính tả này thì các em sẽ viết theo mẫu đoạn thơ vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở trong vở bài tập thì đã được ghi mẫu các chữ in hoa, đó là chữ E, chữ tờ, chữ sờ và chữ mờ. Các em sẽ viết tiếp để tạo thành một khổ thơ hoàn chỉnh. Khi viết thì các em sẽ lưu ý, các em sẽ viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp, đúng chính tả và đúng cỡ chữ các em nhé. Tiếp theo, phần 3 nhỏ, đọc hiểu, 2 điểm. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc hiểu này thì các em sẽ quan sát nội dung của bài đọc chú của Hiên. Sau đó, dựa vào nội dung của bài đọc thì các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở bên dưới. Trước tiên thì cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc như sau. Chú của Hiên. Chú của Hiên là chiến sĩ ở đảo xa. Lần nào về nghỉ, chú đều có quà cho Hiên, rồi đưa Hiên đi chơi, dạy Hiên vẽ tranh. Chú còn kể cho Hiên nghe về biển đảo, về chú bộ đội. Mỗi lần chú về chơi, Hiên thấy vui quá. Bài đọc sưu tầm. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em đọc mẫu bài đọc chú của Hiên. Bây giờ, dựa vào nội dung của bài đọc thì cô sẽ hướng dẫn các em điền các từ vào trong các câu như sau. Câu A, chú của Hiên là... Với câu A này thì các em sẽ quan sát ở trong câu văn thứ nhất của bài đọc như sau. Chú của Hiên là chiến sĩ ở đảo xa. Vậy thì trong câu A, các em sẽ điền vào ô trống. Chú của Hiên là chiến sĩ ở đảo xa. Đây là đáp án cần điền ở trong câu A. Câu B, chú kể cho Hiên nghe về ô trống. Ở trong phần này thì các em sẽ quan sát ở trong câu văn thứ 3 của bài đọc sẽ có câu như sau. Chú còn kể cho Hiên nghe về biển đảo, về chú bộ đội. Vậy thì cụm từ cần điền ở trong câu B đó là biển đảo, phẩy, về chú bộ đội. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong bài tập số 3. Bài tập số 4, em hãy điền cờ hoặc ca vào chỗ trống. 1,5 điểm. Vậy thì với bài số 4 này các em sẽ điền như sau. Ô trống đầu tiên có chữ O và thanh sắc. Như vậy đứng trước chữ O thì các em sẽ sử dụng âm G. Ô trống thứ hai là âm đầu đứng trước vần ông. Vậy thì đứng trước vần ông các em sẽ sử dụng âm G. Ô trống thứ ba là một âm đầu đứng trước chữ O và thanh sắc. Vậy thì đứng trước chữ O chúng ta sẽ sử dụng chữ G. Và cuối cùng ô trống thứ tư thì các em thấy có vần im. Vậy thì đối với phần im thì các em sẽ sử dụng chữ K. Sau khi điền thì chúng ta sẽ có cả câu như sau. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tiếp theo, 5, nối, 1,5 điểm. Với bài tập này, các em sẽ nối các hình ảnh với các từ tương ứng với nội dung của hình ảnh đó. Vậy thì với bài số 5 này các em sẽ nối như sau. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh quả sầu riêng. Vậy các em sẽ nối với từ sầu riêng. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh một tấm huy chương. Vậy các em sẽ nối với từ huy chương. Và hình ảnh thứ ba là hình ảnh hai củ khoai tây. Vậy các em sẽ nối với từ khoai tây. Đây là các
hình ảnh tương ứng với các từ ở trong bài số 5, các em sẽ nối vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 1. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của quyển sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.